Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Bóng đá Brazil luôn tự hào là cái nôi sản sinh ra những bậc thầy phù thủy với kỹ năng điều khiển trái bóng và kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Tiêu biểu nhất phải kể đến hai đôi chân ma thuật hàng đầu thế giới Ronaldinho và Neymar. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta không so sánh đẳng cấp của hai người chơi hệ kỹ viện này qua những tình huống bóng sống, mà hãy cùng mở ra một cuộc so tài nho nhỏ lấy chủ đề những bàn thắng trên chấm đá phạt để xem liệu Neymar hay Ronaldinho ai sẽ là người sở hữu nhiều siêu phẩm sút phạt đặc sắc hơn nha. Bắt đầu thôi nào! Đến cả Messi còn đặt trọn niềm tin và để Neymar thực hiện quả đá phạt này rồi. Empunga chỉ làm nền đánh lạc hướng đối phương thôi. Thế thì còn thế lực nào có thể ngăn cản ngôi sao Brazil lập công đây? Chất lượng quay có thể thấp nhưng mà trình sút phạt của Ronaldinho thì cứ phải gọi là mãi đỉnh. Thủ môn bị mất một nhịp rồi, phản ứng hơi chậm nha. Mà đã chậm thì chỉ có ăn nguyên một rổ hành của rô vẩu thôi. Bớt giỡn lại đi, góc sút vừa rộng, cự ly lại còn gần như vậy. Điều gì khiến cho thủ môn bên kia nghĩ là sẽ bắt được vậy? Vẫn bay người hết cỡ, tức là vẫn hy vọng. Nhưng mà làm gì còn có cửa nào để mà bắt được một khi Neymar đã tung chân hả anh dai? Ở trên sân toàn thấy Ronaldinho cười mà đã thấy sự nguy hiểm bủa vây rồi đây. Đây rồi, cựu sao Barca lại còn bật chế độ mặt nghiêm túc nữa chứ. Thử hỏi ai mà đỡ đây? Xa tầm với của thủ môn quá rồi, giờ có đi nối tay cũng chưa chắc ngăn được Ronaldinho ăn mừng đâu anh bạn à. Là một điệu samba hoành tráng là chuẩn bài luôn rồi, mọi người cùng quẩy nào. Với tấm băng thủ quân đội tuyển Brazil ở trên tay, Neymar đương nhiên vẫn là lựa chọn hàng đầu cho việc thực hiện những quả phạt rồi. Và sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao, cho nên đội trưởng Neymar xin phép cháy lưới đối thủ trong tình huống này. Sút phạt mà lại còn có cả phiên dịch viên đứng cạnh à, rồi để làm gì ta? À, chắc là đồng đội của Ronaldinho muốn nói với tay thủ môn kia rằng thôi đừng phản ứng làm gì, chụm hai tay lại lấy trái bóng từ lưới đi ra thôi, tác phong như vậy cho chuyên nghiệp. Pha bay người hết cỡ của anh chàng gác đền tội nghiệp này có vẻ như chỉ để tôn thêm vẻ đẹp từ cú ra chân của Neymar thôi nhỉ. Bóng xa tầm với quá rồi thì sao mà bắt đây? Với những quả đá phạt mà góc sút rộng mở thênh thang như này rồi ấy, bạn có tin Ronaldinho không cần lấy đà cũng có bàn thắng không? À thì bảo không lấy đà thì nó lại hơi quá. Thôi thì nói là siêu sao Brazil đi bộ cũng khiến cho người gác đền vĩ đại Oliver Kahn phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới, thế cho khiêm tốn. Neymar tóc bạch kim thì có gì đáng sợ nào? Sút phạt căng đét đến độ thủ môn chạm được tay vào bóng rồi mà lưới vẫn cứ rung. Như thế đã đủ sợ chưa quý vị? Xem ra mấy ông bạn gác đền này cũng sáng suốt ra phết ấy chứ. Cứ chuồn chân đứng nhìn Ronaldinho lập siêu phẩm, vừa đỡ mệt, tránh cơ thể bị xây xát, lại còn tận mắt chứng kiến bàn thắng đẹp mắt, lãi nhất bác thủ môn rồi đấy nha. Quá nhiều thứ mà người ngoài chỉ biết ước. Liệu góc sút lệch thẳng ra cánh như này có làm khó được Neymar không đây?
Tình hình là xem 3-4 góc quay khác nhau rồi thì vẫn chưa thấy Neymar bị khó chỗ nào luôn. Siêu phẩm là rõ rồi chứ còn gì nữa. Cơ mà điều ăn mừng gì mà trông khó nghĩ vậy sếp. Ôi thôi, cứ che mặt kỹ như vậy làm gì mấy anh hàng rào ơi. Yên tâm, Ronaldinho đã ra chân thì bao chất lượng. Bóng chỉ có bay căng đét vào thẳng lưới thôi, chứ làm gì mà đụng vô mặt ai. Yên tâm đi nha, các ông chỉ lo mỗi việc lấy bóng từ gôn ra nhanh để trận đấu còn được tiếp diễn. Chứ nhan sắc chắc chắn không ảnh hưởng nha. Gương mặt trông nghiêm túc như này là uy tín có bàn nha anh em. Chốt đơn trước rồi đấy. Mà lại còn khoác lên mình màu áo Brazil nên cảm giác Neymar được gấp đôi sức mạnh. Thế là ghi bàn là rõ rồi ha. Nhảy một điệu thật chất chơi nào. Có thể những năm tháng cuối sự nghiệp chúng ta không còn thường xuyên được chiêm ngưỡng phù thủy Ronaldinho làm phép với trái bóng tròn. Phút giây mãn nhãn cũng vì thế mà ít dần đi. Thế nhưng đẳng cấp luôn là mãi mãi. Rô vỗ chỉ ít tỏa sáng hơn chứ không bao giờ tắt hẳn. Tiêu biểu là đá phạt hàng rào thì vẫn cứ mượt lắm nha. Đừng có đùa với anh. Thỉnh thoảng đổi gió chút, chuyển sang sút phạt chìm cho tạo đột biến nha bà con. Bất ngờ chưa ông già, định lấy đà nhảy lên bắt đúng không? Bị Neymar lừa rồi nha, leo leo. Cũng nỗ lực khép góc và bay người đấy, nhưng mà vẫn không ăn thua bác ạ. À. Ronaldinho khi đó vẫn bá đạo quá, nên dù có bắt bài trước thì cũng chẳng thể ngăn được mảnh lưới rung chuyển, khó lắm. Let's make this mặt căng thẳng vậy thôi, chứ lúc dứt điểm thì nhẹ nhàng không ấy mà. Ghi bàn cứ gọi là dễ ha Neymar. Ở thời đỉnh cao phong độ, thật khó để tìm ra ngôi sao trong khung gỗ có thể tự tin khuất phục hoàn toàn Ronaldinho trên chấm đá phạt lắm. Toàn bay người hết cỡ rồi mà chẳng chạm tay được vào bóng gì cả. Rô vỗ cứ lập siêu phẩm đều đặn thôi. Vừa rồi là những siêu phẩm đá phạt để đời của hai ngôi sao, hai niềm tự hào to lớn của bóng đá Brazil trong quá khứ cũng như hiện tại, Ronaldinho và Neymar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like, subscribe cho kênh nha. Xin chào!